Xin chào tất cả các em, có rất vui khi được đồng hành với các em trong buổi học ngày hôm nay Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta làm một bài học mở đầu ở trong cái chuyên đề đầu tiên của chương trình lớp 9 Ở trong suốt cái kỳ nghỉ hè vừa rồi thì cô tin chắc rằng là chúng ta đã có rất nhiều những thời gian để đi chơi đúng không? Và trong năm học lớp 9 này thì là một cái giai đoạn rất quan trọng để chúng ta có thể là xây dựng được một cái nền tảng vững chắc cho việc mà mình chuẩn bị trong kỳ thi vào 10 sắp tới đây và cô mong muốn rằng đấy là ngay từ đầu năm học này chúng ta phải tập trung cao độ chơi cũng có, mà chúng ta học tập cũng có. Nhưng trong cái việc mà chúng ta chơi, các em nhớ cho cô là hãy hạn chế chúng ta di chuyển quá xa hoặc là đi lại nhiều. Như vậy nó rất là nguy hiểm bởi vì chúng ta không biết rằng là trong cái quá trình chúng ta đi chơi như vậy thì chúng ta có xảy ra những cái vấn đề gì hay không, đúng không? thì chúng ta có thể rời cái thời gian đi chơi này lại sau khi chúng ta đã thi xong vào 10 rồi khi mà tinh thần của chúng ta nhẹ nhõm thoải mái thì chúng ta sẽ hưởng tận hưởng được trọn vẹn cái kỳ nghỉ đó đúng không bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung của bài hôm nay nhé trong cái chuyên đề đầu tiên ở trong chương trình của toán 9 này thì chúng ta sẽ làm quen với một cái khái niệm mới và với cái khái niệm mới này thì cô đặt ra một cái yêu cầu ví dụ như sau À có một người thợ may Ông ấy được khách hàng đặt ra Cái đơn hàng Đó là à, ông phải may cho tôi Một cái số lượng hàng Một số những cái tấm Khăn trải bàn chẳng hạn Và yêu cầu rằng Cái khăn trải bàn đấy là phải có Cái diện tích là 25 mét vuông làm thế nào để ông thợ may này có thể may được chính xác theo như cái yêu cầu của khách hàng thì chúng ta hãy quan sát cho cô hình ảnh như sau nhất là cô có thể mô phỏng cái hình ảnh về cái tấm vải nó có hình ảnh như thế này, hình vuông đúng không? Thì muốn người ta đo được cái diện tích để thỏa mãn điều kiện là 25 m2 ấy thì ông ấy phải cân nhắc xem là a à, thế cạnh của hình vuông đấy là bao nhiêu, cạnh của tấm vải là bao nhiêu. Ở đây thì cô có thể coi như giá trị này là x và chúng ta đưa cái bài toán này về theo toán học thì chúng ta sẽ có như sau, đó là à, chúng, ông thượng anh này phải giải quyết được cái câu trả lời là x bình bằng 25. Bởi vì diện tích đúng không? Diện tích của tấm vải này thì chính là bằng bình phương một cạnh của nó thôi. Diện tích hình vuông mà, đúng chưa? Cho nên x bình bằng 25. Vậy muốn tìm x thì chúng ta có một cái thuật ngữ mới đó chính là cái căn bậc 2. Thì ở đây chúng ta sẽ thu được là x sẽ bằng căn bậc 2 của 25. Đó, thì lúc này đây sẽ được gọi là cái giá trị mà chúng ta sẽ liên quan trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với bài học ngày hôm nay luôn. Đó là về chuyên đề căn bậc 2, căn bậc 3. Và bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong vấn đề số 1 là về căn bậc 2 này, căn thức bậc 2 cũng như là hằng đẳng thức. Căn bậc 2 của a bình phương thì bằng giá trị tuyệt đối của a. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên. Trong phần kiến thức cần nhớ thì các em sẽ quan sát cho cô chúng ta cần phải nắm được thế nào là căn bậc 2 của một số. Thì cái này chúng ta đã học ở trong chương trình của lớp 7 rồi đúng không? Thì ta có này, căn bậc 2 của một số a không âm là một số x sao cho thỏa mãn x bình thì bằng a. Đó, x bình thì bằng a nhé Ở đây nhớ cho cô là căn bậc 2 của một số a không âm có nghĩa là a lúc này phải là một số lớn hơn hoặc bằng 0. Và trong cái trường hợp mà số dương A này thì nó sẽ có xảy ra hai căn bậc 2 đó là căn A và âm căn A. Chúng ta có thể mô phỏng giống như việc là bình phương một số lên thì bao giờ chẳng hạn như cô có 3 này, bình phương lên bằng 9 đúng không? Âm 3 bình phương lên cũng vẫn bằng 9. Như vậy 3 và âm 3 chính là hai căn bậc 2 của cái số 9 đấy. Rồi. Ở đây tiếp theo chúng ta có này với cái số dương A này thì cái giá trị căn bậc 2 của A nó được gọi là căn bậc hai số học của A. Vậy thì ta thấy rằng căn bậc hai số học thực chất ở đây chính là mang cái giá trị dương. Được chưa? Còn đâu nếu như cái âm căn A này là nó mang giá trị âm nhé. Vậy nhớ luôn nhớ này, căn bậc hai số học chính là căn bậc 2 mà mang giá trị dương. Và chúng ta viết thành là x bằng với căn A với điều kiện ở đây là x sẽ lớn hơn hoặc bằng 0 và x bình bằng A. Từ đây thì chúng ta có một cái công thức nữa Đó là cái kết quả này sẽ cho chúng ta thu được Là kết quả 1 Trong trường hợp mà A lớn hơn hoặc bằng 0 ấy Thì chúng ta sẽ có là A này thực chất Chính là bằng căn A tất cả bình phương Tức là căn A nhân căn A thì bằng bằng về A đấy, được chưa? Kết quả thứ hai thì ta có căn bậc 2 của một số thì luôn luôn mang giá trị là lớn hơn hoặc bằng 0, tức là mang giá trị không âm và với mọi điều kiện với mọi giá trị của a lớn hơn hoặc bằng 0 nhớ nhá. Căn bậc hai của một số luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Còn bên trên thì chúng ta có a thì sẽ bằng căn bậc hai của a tất cả bình phương với cái giá trị a lớn hơn hoặc bằng 0. Và trong cái phép toán mà tìm căn bậc hai số học thì người ta gọi đó chính là phép khai phương. Phép khai phương nhé thì tức là việc đi tìm căn bậc hai số học của một số không âm, được chưa? nhớ cho cô cái cái lý thuyết về phép khai phương này để chúng ta vận dụng trong việc giả giải toán. nhớ nhá, phép khai phương chính là phép tìm căn bậc hai số học của một số không âm. ví dụ trong đề bài người ta hỏi là à, hãy sử dụng phép khai phương để phân tích biểu thức sau hoặc là hãy tìm căn bậc hai số học của một giá trị sau thì chúng ta sử dụng đến cái phép khai phương này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát tiếp theo cô trong phần ví dụ số 1. Đề bài cô cho như sau, tìm căn bậc 2 của mỗi số sau. Phân tích đề bài này. Đề bài đây người ta cho là tìm căn bậc 2. Như vậy là chúng ta phải thấy được là nó có hai căn bậc 2, hiểu chưa? Rồi, thì trong mỗi trường hợp này sẽ tương ứng lại có hai căn bậc 2 nếu như các số này là số không âm. Rồi, thế còn nếu như đề bài người ta yêu cầu là tìm căn bậc hai số học của các số sau thì nhớ cho cô chúng ta chỉ lựa chọn giá trị căn bậc hai dương thôi nhá. Rồi, uh, thực hiện luôn này. Ở ý A đi. A người ta cho bằng 9. Thì chúng ta thấy rằng là cái số nào bình phương lên thì bằng 9. À, chính là cái ví dụ vừa rồi cô cho đúng không? Thì chúng ta sẽ có ngay đấy là khi mà 9 lớn hơn 0 này thì 9 có hai căn bậc hai chính là 3 và âm -3. Chúng ta viết tách rời nhá Tránh cái trường hợp mà chúng ta viết dấu cộng trừ Ví dụ các bạn ghi là cộng trừ 3 như này Là không được nhá Trong bài kiểm tra đối với chương trình lớp 9 Chúng ta là không được sử dụng như vậy Mà chúng ta phải ghi rõ ràng ra cho cô Là lần lượt hai số này Thật ra là đối với các anh chị ở lớp trên lớp 10, Từ lớp 10 trở lên ấy, Thì các anh chị làm theo tác là, Viết nhanh Thì có thể sử dụng cái này Nhưng đối với cái chương trình lớp 9 của chúng ta thì chúng ta nhớ cho cô chúng ta phải viết tách rời ra bởi vì đối với yêu cầu của cấp 2 là vẫn đặt, đặt cái việc mà chương trình bày tự luận lên cao hơn để chúng ta có được một cái nhìn tổng quát chúng ta có được cái căn bản sâu của cái vấn đề toán học và đâu lên đến cấp 3 này khi mà chúng ta đã nắm được thành thạo rồi thì chúng ta có thể là giản ước một số cái thao tác đi rồi đó nhớ cho cô nhé nào tiếp theo đối với ib đi đây Ib người ta cho 0,25 thì chúng ta sử dụng như thế nào? Chúng ta sẽ tìm tìm được là 0,25 này thì có cái số nào bình phương đây bằng nó hay không? Ở đây thì các em có thể sử dụng cho cô để là đưa nó về dạng phân số cũng được nhé. Đó, thì chúng ta sẽ có là 0,25 này lớn không? Cho nên 0,25 này có hai căn bậc 2 chính là 0,5 và âm 0,5. Thực chất thì đối với cái bài này thì chúng ta có thể sử dụng cả máy tính nữa nhé. Nếu như muốn kiểm tra lại cái kết quả của mình thì khi mà các em bấm máy tính ra ấy thì chúng ta sẽ bấm cái giá trị ở căn bậc 2 và bấm số này thì nó sẽ chỉ, chỉ ra giá trị căn bậc 2 số học thôi. Còn đâu nếu như muốn kiểm tra là xem là có mấy căn bậc 2 này thì chúng ta viết được cái căn bậc 2 số học rồi thì chúng ta thêm cái dấu âm vào trên nữa thì chúng ta sẽ thu được cái căn bậc 2 còn lại. Đó. Rồi đến ý C, ý tương tự thôi, 9 phần 16 thì như vậy 9 phần 16 lớn hơn 0. Nên 9 phần 16 có 2 căn bậc 2. Là lấy chúng ta lấy căn bậc 2 của tử và lấy căn bậc 2 của mẫu thì chúng ta thu được là 3 phần 4 và âm 3 phần 4. Tương tự đối với trường hợp cuối cùng. 2 này thì cũng có 2 căn bậc 2 bởi vì lớn không rồi. Và đây khi chúng ta viết, ở đây thì có thể viết tách giờ cho cô thêm một chút nhé. Viết nó hơi bị gần mình quá thì ta thấy rằng căn bậc hai của hai này là nó không không thể đi tìm ra được cụ thể tức là không khai phương được trực tiếp luôn được chưa thì chúng ta lấy cho cô là giữ nguyên cái dấu căn bậc hai nhá nó khác các trường hợp bên trên này đó các trường hợp bên trên là ra được số cụ thể nhưng còn trường hợp bên dưới này thì khi chúng ta ra một cái số vô tỷ hoặc là hữu tỷ vô tỷ ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cho cô là giữ nguyên cái dấu căn bậc hai rồi, như vậy là trên đây chúng ta đã hoàn thiện được xong ví dụ số 1. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Vừa rồi thì chúng ta đã thực hiện xong ví dụ số 1 khá là đơn giản đúng không? Bây Giờ chúng ta chuyển sang ví dụ số 2 nhé. Những cái bài đầu tiên này thì bao giờ nó cũng mang cái mức độ là cơ bản thôi. Mang cái tính là chúng ta uh, tổng quát lại kiến thức này. Chúng ta xem xét những cái dấu hiệu đặc trưng nhất của cái vấn đề. Ví dụ ở trong ví dụ số 2 này cô cho đề bài như sau Đó là tìm số x không âm Biết A nhỏ Căn bậc 2 của x thì bằng 5 B nhỏ Căn bậc 2 của x thì bằng 0 C Căn bậc 2 của x thì bằng âm 3 Thế thì ở đây chúng ta nhớ đến Cái kết quả ở trong phần trước đúng không thì Nếu như mà muốn tìm ra được cái Căn giá trị của số x này Thì chúng ta thấy rằng là 5 là giá trị lớn hơn 0 rồi Cho nên muốn tìm x Chúng ta thực hiện thao tác đó là bình phương cả hai vế lên thì chúng ta sẽ thu được giá trị của x. Và trong trường hợp này thì x sẽ bằng 5 bình hay chính là âm um, à, chính là bằng x bằng 25. Quá đơn giản đúng không? Tiếp tương tự, căn x bằng 0. Căn x bằng 0 thì chắc chắn là khi bình phương lên. Bởi vì không này vẫn là giá trị không âm mà thì chúng ta sẽ thu được x sẽ bằng 0. các còn trường hợp cuối cùng Trường hợp cuối cùng thì các em có nhớ đến cái kết quả vừa rồi, cái hệ quả vừa rồi mà cô cho không? Ta có là căn bậc 2 của một số thì luôn luôn mang giá trị dương. Tức là không âm đấy, mang giá trị không âm nhá. Đấy là chính xác nhất. Thì ở trong cái trường hợp này, căn x lại bằng âm 3. Vậy thì âm 3 này mang giá trị âm mất rồi. Và chúng ta sẽ xử lý luôn là không tồn tại giá trị của x bởi vì do âm 3 này nhỏ hơn không. Đó, đấy là cách để chúng ta trình bày nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần ví dụ tiếp theo để xem là cái mức độ của nó có tăng dần hay không. Ví dụ số 3. Đề bài cho như sau, à, so sánh các số sau. Bài toán so sánh chúng ta học từ cấp mấy rồi? Học ở trong chương trình tiểu học rồi đúng không? Đấy, học trong chương trình tiểu học mà đến bây giờ mà chúng ta vẫn gặp lại. Như vậy là những cái bài toán từ tiểu học đến bây giờ thực chất là nó sẽ không chỉ dừng lại ở trong thời điểm của cấp 2 đâu Mà nó tiếp tục sau này nó còn lên tới cấp 3 nữa Đó. Đấy là bao giờ người ta cũng nghĩ đến cái việc là Lấy cái gốc để phát triển lên phần trên Nào đến với ý A nhé Ý A người ta cho là à, so sánh 2 và căn 3 Vậy thì tất cả những cái bài mà có chứa số này và chứa căn bậc 2 Thì các em hãy làm cho cô thao tác Đấy là đưa về cùng cái căn bậc 2 Đưa về cùng căn bậc 2 nhé đó. Thì ở đây chúng ta có hai thì thực chất là chúng ta có thể đưa về căn bậc 2 của số nào? À, các 2 này thực chất chính là căn bậc 2 của 4 đúng không? Và chúng ta so sánh căn bậc 2 của 4 với căn bậc 2 của 3 thì chúng ta hãy nhớ cho cô cái điều kiện so sánh như sau. Đó là khi mà so sánh các căn bậc 2 nhá thì với các số AB không âm thì chúng ta có một cái nguyên tắc đó là trường hợp A mà nhỏ hơn B khi và chỉ khi căn bậc 2 của A nhỏ hơn căn bậc 2 của B. Như vậy ở đây là đồng thời cùng dấu nhé, cùng dấu nhỏ hơn này. A với B so sánh như thế nào? Thì căn A với căn B cũng so sánh tương tự như vậy. Được chưa? Đấy, quay trở lại bài này thì chúng ta đã đưa nó về theo là căn bậc 2 của 4 rồi. Thì chúng ta sẽ so sánh luôn. Đây là không này, nhỏ hơn 3 nhỏ hơn 4 thì nó mới mang giá trị dương. Cho nên căn 3 sẽ nhỏ hơn căn 4 mà căn 4 được cho chính vào bằng 2. Vậy thì căn 3 nhỏ hơn 2. Đấy là cái cách để chúng ta xử lý nhé. Rồi, tiếp theo tương tự thì sao? Đối với B thì chúng ta đưa về gì nhỉ? Quá đơn giản đúng không? 3 thì chính là căn bậc 2 của 9. Chúng ta so sánh căn bậc 2 của 9 với căn bậc 2 của 8. Chắc chắn là căn bậc 2 của 9 lớn hơn rồi. Như vậy, cách giải của B. Đó. Căn 8 nhỏ hơn căn 9. Đó. Căn 9 này thì bằng 3 Như vậy căn 8 nhỏ hơn 3 Tiếp nhá sang ý C Ý C người ta cho là 4 và căn 17 Chúng ta cũng sử dụng tương tự thôi Chúng ta đưa về 4 này chính là căn bậc 2 của bao nhiêu Các bạn hãy sử dụng nhá Thì chúng ta thấy rằng là 4 chính là căn bậc 2 của 16 Muốn tìm được cái số mà dưới dấu căn ấy Chúng ta chỉ cần lấy 4 này bình phương lên Thì ra 16 ngay Rồi thì chúng ta so sánh căn 16 nhỏ hơn căn 17 như vậy 4 nhỏ hơn căn 17. Xong. Đó, à, như vậy đấy chính là cái nội dung một phần cô muốn truyền tả tới các em. Đó là đầu tiên chúng ta phải hiểu được thế nào là các căn bậc 2 này, căn bậc 2 số học này, các cái kết quả này và phép khai phương là gì, so sánh các căn bậc 2 là gì. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung phía sau đây. Vừa rồi thì chúng ta đã thực hiện xong được hai cái nội dung đầu tiên ở trong cái vấn đề số 1 ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Thì vừa rồi các em thấy rằng là đối với cái căn bậc 2 đúng không? Thì chúng ta thấy có xuất hiện giá trị của x. Và thông thường đối với cái bài toán mà đi xuất hiện được cái giá trị của x này nó giống như việc mà trước đây chúng ta đã làm đối với cái trường hợp mà có phân số ấy hoặc là hay còn gọi là phân thức ấy thì bao giờ chúng ta cũng phải xem xem là mẫu số của nó có thỏa mãn được hay không đúng không? số đấy có thỏa mãn điều kiện là mẫu số khác không hay không đấy chính là cái điều kiện vậy thì đối với căn bậc hai này nó cũng có điều kiện tương tự như vậy thì chúng ta có để xảy ra được cái căn bậc hai thì chúng ta phải tìm được điều kiện xác định của cái căn bậc hai đó như vậy tìm điều kiện để một cái căn bậc hai này xác định trước hết chúng ta phải nhớ đến cái lý thuyết ban đầu đó là nếu như mà một số mà có căn bậc hai ấy thì bao giờ số đấy cũng phải là số không âm đúng không? Vậy thì có nghĩa là trong cái cách giải này chúng ta sẽ có trường hợp đầu tiên ý số 1 chúng ta phải xác định được là căn A mà xác định ấy hay có nghĩa khi và chỉ khi cái giá trị A này, cái biểu thức A này phải mang giá trị là không âm, tức là lớn hơn hoặc bằng không. Và sau khi chúng ta có được cái điều kiện này rồi thì chúng ta chỉ giải điều kiện ấy thôi. Giải bất phương trình A lớn bằng không này và cuối cùng ta kết luận. Đó, đấy là ba bước nhá, ba bước trong phương pháp giải. Và chúng ta sẽ quan sát cho cô sang phần ví dụ. Đó là tìm điều kiện xác định của biểu thức sau. Cô sẽ làm minh họa trước. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng đồng thời xem với cô và các em hãy tính thử ra nháp của mình, xem thử những câu phía dưới này nó có những cái ý gì nhá. Cô cho bạn bốn ý. Bây giờ hãy vận dụng đối với cái trường hợp bên trên này, hãy thử giải cho cô. Thử giải cho cô các ý. Rồi, khi mà chúng ta giải xong rồi thì quan sát này. Ý A cô làm mẫu nhé. Căn bậc 2 của 3x. À ở đây thì nếu như muốn cái căn bậc 2 này có nghĩa thì biểu thức dưới dấu căn phải không âm. Thì chúng ta sẽ thu được ngay là 3x phải lớn hơn hoặc bằng 0. Hay kết luận ngay x lớn hơn hoặc bằng 0. Được chưa? Xong. Trường hợp tiếp theo. 5 trừ đi 2x là nằm ở dưới dấu căn Nhớ phải xác định cho cô này Xác định được biểu thức ở dưới dấu căn nhá Chúng ta chỉ lấy biểu thức đấy thôi Tránh cái trường hợp mà nhiều rất nhiều bạn sẽ nhầm việc đấy là Lấy cả cái căn này cho lớn bằng không Thì chúng ta sẽ giải là bị thiểu trường hợp nhá Không không được làm như vậy Chúng ta chỉ lấy biểu thức dưới dấu căn thôi Đây, này. căn A xác định này Khi, khi mà A lớn bằng không này Đó. Đó. sang ý B này chúng ta thu được ngay đó là 5 trừ 2x lớn hơn hoặc bằng 0. Cho nên chuyển về sang đưa cái thằng này sang về bên, bên này rồi thì chúng ta thu được là x nhỏ hơn hoặc bằng 5 phần 2. Xong. Ở bên dưới. Bên dưới nhân nhìn đây à ta thấy có dấu âm này. Úi giời, nhìn thấy có dấu âm này nhiều bạn sẽ bảo luôn là như vậy là không tồn tại căn bậc 2 bởi vì có dấu âm. Mà lúc trước mình học là không có dấu âm. Nhưng nếu như mà làm như vậy là sai nhé Bởi vì ta thấy rằng là đây vẫn còn giá trị của x này X này mình đã biết dấu đâu Nhớ đâu x này mang giá trị âm thì sao Thì âm của x nó sẽ mang giá trị hình dương Được chưa Vậy lúc này chúng ta thấy biểu thức dưới dấu căn Sẽ là âm x Và chúng ta thu được ngay là Âm x lớn hơn nó bằng không Khi có dấu âm Thì chúng ta chia thì chúng ta phải đảo Cái dấu so sánh, nhớ nhá, đảo dấu này đang lớn hơn hoặc bằng truyền hình đầu nhỏ hơn hoặc bằng được chưa vậy x nhỏ hơn hoặc bằng không xong quá đơn giản nào ý cuối cùng ý cuối cùng nhiều bạn có phát hiện ra biểu thức ở dưới dấu căn lúc này là âm x bình đúng không làm giống hệt như bên trên thì chúng ta thu được là âm x bình phải lớn hơn hoặc bằng không. Tuy nhiên chúng ta thấy là x bình này khi mà đảo dấu xong nó thu được là x bình nhỏ hơn hoặc bằng không. Mà chúng ta có bình phương của một số thì thế nào? Bình phương của một số luôn luôn không âm, tức là luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy nếu như lại cả đồng thời xảy ra trường hợp này thì chúng ta phải thu được là x nó chỉ bằng duy nhất giá trị 0 mà thôi. Đấy nhá, đồng thời này. Thì chỉ có duy nhất là bằng 0 thì nó mới thỏa mãn. Chứ còn đâu nếu mà lớn hơn hay nhỏ hơn thì đều không được rồi. Được chưa? Đó, đấy là cái cách để chúng ta tìm ra được điều kiện xác định của biểu thức sao cho thỏa mãn được có cái căn bậc hai. Nào bây giờ thử làm thêm ví dụ nữa để thành thạo hơn nhá. Đây là toàn những ví dụ cơ bản này. Đó, toàn là chứa một biểu thức nằm dưới dấu căn thôi. Bây giờ cho khó hơn xem nó có làm được không này. Đó, bây giờ quan sát cho cô phần ví dụ số 5, tìm điều kiện xác định của căn bậc 2 sao, Đây. Nhìn khó hơn chưa? Nhìn đây chúng ta thấy là toàn bộ biểu thức dưới dấu căn toàn là phân thức đó Và muốn xử lý được cái này Phân thức này là phép chia nhá Đấy, có lúc này là chúng ta thấy là có các phép nhân rồi Nào thì chúng ta thấy là câu A, B, C và D Muốn làm được cái này thì chúng ta phải kiểm tra biểu thức dưới dấu căn là lượt Ví dụ ý A Biểu thức dưới dấu căn chính là 1 phần x cộng 1 Đúng không? Tương tự ý B Biểu thức dưới dấu căn là âm 2 phần x 3. Ý C là x trừ 1 tất cả bình phương. Ý D là x trừ 2 phần x cộng 3. Vậy thì cô yêu cầu của chúng ta phải nhớ để cho cô cái bất đẳng thức thỏa mãn điều kiện ở đây là gì? Trong chương trình của năm học trước thì chúng ta đã nắm về một số cái bất đẳng thức rồi. À bất phương trình rồi đấy. Xin lỗi các em nhiều khi là mình cứ nghĩ đến cái gì mà xa xôi quá khó quá gọi nó là bất đẳng thức <laughs> nó là bất phương trình nhá thì chúng ta sẽ sử dụng cho cô như sau thứ nhất là biểu thức dấu căn nó đóng vai trò là a này a lớn hơn hoặc bằng không này như vậy xét cho cô những cái trường hợp mà chúng ta đã học trong chương trình trước đó là khi chúng ta có tích của hai số mà lớn hơn hoặc bằng không thì bất uh, phương trình chúng ta thu được sẽ phải lần lượt chỉ ra là hai số AB này là cùng dấu, tức là cùng lớn hơn hoặc bằng 0 hoặc là cùng nhỏ hơn hoặc bằng 0. Được chưa? Tiếp. thế trong trường hợp nữa, đấy là khi mà A nhân B nhỏ hơn 0 thì sao? Nhỏ hơn bằng 0 thì sao? Thì chúng ta sẽ có A và B trái dấu nhau. Lần lượt hai trường hợp nhá, đây là dấu ý hiệu hoặc nhá. Rồi, xong tích rồi này thì chúng ta có phép chia thương. Thương của A chia B mà lớn hơn hoặc bằng 0 thì gần giống như trên thôi. Tuy nhiên chúng ta nhớ rằng B là mẫu số thì không được có dấu bằng. Đấy, đồng thời cùng dấu này, đây cũng đồng thời cùng dấu này. Chờ một cuối cùng. À, A trên B nhỏ hơn bằng 0, tương tự như trên. Bên trên là A lớn hơn bằng 0, bên dưới là B nhỏ hơn 0, được chưa? Rồi, bên này cũng tương tự như vậy, trái dấu nhau nhá. Nhớ là vị trí mẫu số là không có dấu bằng Đó, Bây giờ chúng các em có thể là quan sát lại một lần nữa Nhớ lại cho cô cái nội dung này Áp dụng luôn vào trong ví dụ vừa rồi Đó, quay trở lại Bây giờ chúng ta thấy ngay được đấy là trong cái phương trình ở trong cái căn bậc 2 ở ý A này, biểu thức dưới dấu căn chính là 1 phần x cộng 1 như vậy. Chúng ta sẽ thu được ngay là 1 phần x cộng 1 mà lớn hơn là bằng 0. Cái tử số của nó là một rồi, dương rồi, được chưa? Thì mẫu số lúc này của nó phải mang giá trị lớn hơn không Tức là x cộng 1 lớn hơn 0 Và thu được x lớn hơn âm 1 thì đưa cái thằng này về phía đằng sau Chuyển về thì đổi dấu Tiếp nhá Ý B tương tự thôi Cái tử số của thằng này là âm 2 này Mà cả cái phân thức này Nó lại lớn hơn hoặc bằng 0 Vậy thì cái mẫu số của nó Phải mang giá trị gì cùng dấu với tử dấu tức là cùng là âm đấy tức là x trừ đi 3 phải nhỏ không hay x nhỏ hơn 3 xong tiếp nào đến với ý c nhá đấy ý c biểu thức dưới dấu căn là một bình phương của một biểu thức thì chúng ta sẽ có cái giá trị này luôn luôn lớn hơn không với mọi x thuộc r rồi cho nên là x nó có là cái giá trị gì đi chăng nữa chúng ta vẫn thấy nó thỏa mãn đó ý cuối cùng Y cùng thì biểu thức dưới dấu căn như cô vừa nói đó là x chứ 2 phần x cộng 3. Đúng không? Thì chúng ta phải xảy ra hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên cùng dương, trường hợp thứ hai cùng âm. À, nhớ rằng lần lượt mẫu số không có dấu bằng. Được chưa? x trừ 2 lớn hơn bằng 0, x cộng 3 lớn hơn 0. Như vậy từ đây chúng ta sẽ thu được kết quả cuối cùng. Đến đây chưa xong đâu nhá. Bạn nào mình đi xong là sai luôn nhé Khi chúng ta có được xong Cái kết quả của bất phương trình này Thì các em phải làm thao tác cho cô Để là đưa thu gọn Thu gọn cái giá trị này lại Chúng ta giải lần lượt cho cô này Nhìn để ý vẫn dấu ngoặc Rất nhiều bạn sai dấu ngoặc Cái trường hợp đầu tiên Ngoặc nhọn là và nhá, Còn ngoặc vuông là hoặc Cái trường hợp bên trên này chúng ta thấy rằng là X lớn hơn hoặc bằng 2 X lớn hơn âm 3 Như vậy Chúng ta thấy là chỉ cần lấy giá trị x lớn hơn hoặc bằng 2 thôi Thì nó đã thỏa mãn cả cái điều kiện này rồi Đúng không? Bên dưới cũng vậy Chúng ta thấy rằng là x nhỏ hơn 2 bằng 2 này X nhỏ hơn âm 3 này Như vậy chúng ta chỉ cần lấy giá trị gì? X nhỏ hơn âm 3 mà thôi Đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ thu được kết quả cuối cùng Hoặc x lớn hơn hoặc bằng 2 Hoặc là x nhỏ hơn âm 3 đây chính là giá trị cuối cùng nhá điều kiện để thỏa mãn được các cái căn bậc hai này có nghĩa Đấy, bây giờ chúng ta đã hiểu hiểu nắm chắc được về cái phần tìm điều kiện của căn bậc hai rồi đúng không để căn bậc hai xác định Đó. bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp sang cho cô một cái phần tiếp theo vừa rồi thì chúng ta đã thực hiện xong cái nội dung về tìm điều kiện xác định của căn bậc 2 rồi Nên chúng ta đến với phần tiếp theo này Đó chính là khai căn bậc 2 của một biểu thức Vậy thì một biểu thức thì làm sao để chúng ta khai được cái căn bậc 2 của nó ra Thì chúng ta sẽ phải thực hiện theo một cái uh, quy tắc chung Chúng ta nhớ đến cái nội dung ban đầu Đấy là khi mà chúng ta sử dụng cái phép khai phương ấy Tức là tìm được cái căn bậc 2 số học của một số ấy thì tức là cái căn bậc 2 này nó mang giá trị dương đúng không? Thế đây người ta có là cái tính là tiếp theo là tính cái giá trị biểu thức chứa căn này cũng phụ thuộc vào cái việc mà khai căn vừa rồi. Vậy thì quan sát cho cô về cái phương pháp như sau. Thứ nhất, để khai căn bậc 2 của một giá trị thì chúng ta sử dụng đến đấy là căn bậc 2 của số a bình phương bằng giá trị tuyệt đối của a. Ở đây chúng ta thấy giá trị tuyệt đối của cái số a này là luôn luôn mang giá trị dương nhá cho nên ở đây thực chất là nó sử dụng đến cái, cái phép khai phương mà thôi tuy nhiên cái số A này chúng ta chưa biết là nó mang giá trị dấu dương hay dấu âm thì chúng ta phải bỏ dấu giá trị tuyệt đối của nó bỏ bằng cách nào? thì chúng ta đã học trong chương trình của lớp 1 trường hợp đầu tiên căn bậc 2 của A bằng với A nếu như thỏa mãn khi và chỉ khi giá trị A này mang giá trị dương thế còn căn bậc 2 của A mà bằng với âm a khi và chỉ khi a này mang giá trị nhỏ hơn hoặc bằng không bên trên là lớn hơn hoặc bằng không nhé tức là không âm đấy. bên trên không âm còn bên dưới là a mang giá trị nhỏ hơn bằng không sau đó thì chúng ta bắt đầu đi thu gọn biểu thức cái việc thu gọn này thì tập trung chủ yếu sử dụng những cái nội dung chúng ta đã học ở trong chương trình trước về việc là thu gọn biểu thức mà thôi. Bây giờ để tường minh đối với cái cách sử dụng việc khai căn này chúng ta sẽ làm thử một ví dụ. Ví dụ số 6. Cô có cả ví dụ số 6 như sau. Thứ nhất đó là gồm có 5 ý. A, B, C, D và E. Chúng ta sẽ sử dụng lần lượt nhé. Nhìn như thế này nhìn thấy nhiều số lạ lạ. Tuy nhiên là muốn làm được cái căn bậc 2 này thì chúng ta phải làm quen lần lượt với từng cái loại một. Thì sau đó chúng ta có cái cách làm chung rồi chúng ta sẽ không bị nhầm nữa. Ý A nào. Người ta cho là tính cái căn bậc 2 của 14 bình phương. Dựa vào ngay bên trên, chúng ta sẽ thu được là căn bậc 2 của A bình phương bằng giá trị tuyệt đối của A. Được chưa? Ở đây thì cô cho làm bằng cách là tính là căn bậc 2 của các số trước. Sau đó chút nữa chúng ta sẽ làm đến biểu thức sau nhé. Đấy, không nhiều bạn lại bảo là ô trên này cô bảo là khai căn của một biểu thức dưới này cô lại khai căn của một số đó như vậy chúng ta phải khai căn một số trước rồi chút nữa chúng ta mới khai căn của biểu thức sau căn bậc hai của 14 bình áp dụng giống như trên chúng ta sẽ đưa nó về là bằng căn bậc 2 bằng giá trị tuyệt đối của 14 14 này thì mang giá trị dương rồi rơi vào trường hợp phía trên đầu tiên như vậy thu được kết quả là 14 Tương tự bên dưới nào. Bên dưới chúng ta thu được là gì? Giá trị tuyệt đối của âm 5. Rơi vào trường hợp thứ hai Vậy chúng ta thu được là 5. Căn bậc 2 của âm 5 bình phương chính là bằng 5. Đây là phép cách khai căn nhé. Tiếp xuống ý C. Ý C này. Thì chúng ta thấy ở ngoài ngoặc này nó có dấu âm. Chúng ta vẫn phải giữ nguyên dấu đó. Thế còn trong biểu thức này, trong ngoặc này, thì biểu thức số này là âm 2,3 tất cả bình phương Áp dụng tương tự Âm bên ngoài giữ nguyên Lấy giá trị tuyệt đối Và cuối cùng thu được là âm 2,3 Xong Cuối cùng Chúng ta sẽ chuyển sang à, ý D nữa Còn hai ý nhỉ Ý D này Âm 0,3 nhân căn bậc 2 của âm 1,4 bình phương Trong cái phần mà có liên quan đến tích như thế này Hãy làm cho cô bằng cách là giữ nguyên những cái số ở ngoài căn trước, cái hệ số ngoài căn trước. Chúng ta xử lý biểu thức ở trong dấu căn thôi. Đó. Đây giữ nguyên này, âm 0.3 giữ nguyên. Lấy giá trị tuyệt đối của âm 1,4. Chúng ta sẽ tách ra thu được kết quả là bằng âm 0,42. Xong. Ý tiếp theo ý E. Anh à, nhìn ý E này nó khác phía trên nhỉ? Nó lại có căn lồng căn này Đó Để làm được cái này thì chúng ta sẽ lần lượt Làm giống như ngày trước chúng ta đã học cái phân số Mà có cái phần uh, liên phân số đấy Tức là Nó có rất nhiều tầng của cái phân số đấy Thì bài này nó cũng tương tự Nó có rất nhiều tầng của căn thì Chúng ta làm từ cái tầng nhỏ nhất trước Căn bậc 2 của 16 Chúng ta tính trước Chính là bằng căn 4 Đúng không? Bởi vì là căn bậc 26 thì bằng giá trị tuyệt đối của 4 mà. Cho nên chúng ta lấy luôn là số dương là 4. Rồi căn 4 này thực chất chính là bằng 2. Vậy căn bậc 2, căn bậc 2 của 16 chính là bằng 2. Xong. Đó. Đây chính là nội dung của cái phần mà tính hay là khai căn của biểu thức số. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang khai căn của một biểu thức mà có chữ x để xem xem chúng ta làm như thế nào nhé. Quan sát cho cô phần ví dụ số 7 này. Ví dụ số 7 này thì cô cho đồng thời có cả chứa x, thấy chưa? Và có chứa cả cái biểu thức số 0 không? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cho cô này. Thứ nhất, lúc nãy chúng ta thấy là chỉ có một số, được chưa? Một số duy nhất, nhưng ở đây lúc này nó lại có các cái giá trị số khác cơ. Ví dụ căn bậc 2 của căn 2 trừ đi 1 tất cả bình phương như vậy là hoàn toàn ở ý A và ý B chúng ta thấy là tương tự như bài trước. Và ở đây nếu như muốn khai được căn của một số được thì biểu thức dưới dấu căn phải là bình phương. Được chưa? Phải mang bình phương. Đó. Bây giờ làm thực tế luôn ở ý A. Chúng ta làm giống như ở phần trước. Đó. Thì chúng ta sẽ thu được. Đấy là lấy giá trị tuyệt đối của căn 2 trừ đi 1. Ở đây nhớ nhá, kiểm tra xem biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối này mang giá trị dương hay âm. Nếu như bấm máy tính hoặc là chúng ta tính so sạch chúng ta thấy rằng nó dương thì chúng ta giữ nguyên dấu trở thành căn 2 trừ 1. Tiếp, số bên dưới. Tương tự chúng ta có căn 2 à, căn 3 trừ đi 2 lấy giá trị tuyệt đối đúng không? Nhưng chúng ta kiểm tra Chúng ta thấy rằng cái biểu thức này mang giá trị âm mất rồi Vậy phải đảo dấu cho cô nhá Trở thành 2 trừ đi Căn 3 Nhớ đảo dấu Rồi chuyển sang ý C Căn bậc 2 của x trừ 2 Tất cả bình phương đó Mà người ta lại cho điều kiện là x nhỏ hơn 2 Chúng ta làm tương tự như phần trên Nhớ lấy dấu giá trị tuyệt đối Cô thu được là giá trị tuyệt đối của x trừ đi 2 3 có điều kiện là x nhỏ hơn 2 rồi Vậy cái số nhỏ mà trừ đi số lớn chắc chắn nó phải ra dạ âm Chúng ta phải đảo cái dấu nó lên, đổi dấu trở thành 2 trừ đi x Đó, rất đơn giản đúng không? Rồi, chuyển sang ý, của, ý D và ý E Ồ, ý D và ý E người ta cho ở đây hoàn toàn lại không có bình phương mất rồi Làm thế nào bây giờ? À ta thấy rằng đấy là nếu như không có bình phương Vậy thì chúng ta sẽ có cái xu hướng là Tách nó xem xem là nó có trở thành một cái hằng lương thức Đầu tiên hay không Bây giờ xét xem biểu thức dưới đố cắt này nhá 4 cộng với 2 căn 3 Đó, 4 cộng 2 căn 3 này Để có viết dưới này cho dễ đây 4 này cộng với 2 căn 3 Bây giờ chúng ta thấy là khi mà có căn này nhá Muốn đưa về được theo bình phương theo hẳng thức ấy thì chúng ta sẽ thấy là cái hằng thức mà có chứa bình phương lúc này thì chỉ có hai loại hẳng thức đó là a cộng b tất cả bình phương đúng không và a trừ b tất cả bình phương em còn nhớ công thức của hai hẳng thức này hay không quá dễ chưa thế thì muốn tách cái biểu thức này về theo dạng bên dưới đó thì chúng ta nhìn nhanh thứ nhất là nếu như A cộng B tất cả bình phương Thì bao giờ cái dấu mà đằng trước cái hệ số Ở đây viết thêm một ý nhé Đây viết lại vào đây Cô xét cái này trước Nó tương ứng là bằng A bình cộng 2AB Cộng B bình này Cái dấu mà đằng trước số 2 này là dấu dương Vậy chúng ta nhìn vào đây Bên trên này, đây cũng có số 2 nhé Vậy đây đằng trước số 2 này là dương Ồ, xin lỗi các em Rồi, Thế thì chúng ta có thể sử dụng ngay là đưa nó về thành là bình phương của một tộc Hai này chúng ta giữ nguyên. Vậy đằng sau này có căn 3. Căn 3 thì nhân với cái gì nữa thì đoạn bản được điều kiện là AB. À, chắc chắn ở đây sẽ là nhân với một đúng không? Mà hai vế ở ngoài chúng ta thấy là A bình với B bình này. Thì thực chất chính là cái A bình phương với B bình phương. Mà ta có A bình phương lúc này thì chính là 3 B bình phương chính là một Vậy viết lại cô thì viết thành là 3 cộng 2 căn 3 Nhân 1 cộng 1 Được không? Vẫn hoàn toàn là trùng khớp với kết quả Đấy chưa? Rút gọn đi chúng ta thấy được Đây chính là một cái hằng thức Vậy ở đây Đưa về được cái hằng thức này Thì nó đã đơn giản rồi thì Trong cái quá trình mà mình trình bày Thì nhớ thao tác Sao cho nó cẩn thận tránh cho nó bị nhầm nhá rất nhiều bài bị nhầm dấu ở vị trí này này đó. Và ở đây thì chúng ta có thể dùng máy tính Tuy nhiên nếu mà nhận diện được một số những cái bài cơ bản thông thường là nó sẽ có những cái bài rất là đặc trưng Ví dụ 4 cộng 2 căn 3 này Hoặc 4 trừ 2 căn 3 này 4 trừ 2 căn 3 thì à ở đây nếu mà 4 trừ 2 căn 3 thì chúng ta chỉ cần đổi cái dấu này thôi Được chưa? Nó vẫn hoàn toàn Nó ra được một hằng thức thôi đó, cách làm của câu D nhá. Đây, ý D đây. Chúng ta sẽ thu được để là căn bậc 2 của 4 cộng 2 căn 3 thì sẽ bằng căn bậc 2 của 3 cộng 2 nhân căn 3 nhân 1 cộng với 1. Đây là cách làm chung nhá. Thế còn nếu như trong cái trường hợp khác mà chúng ta nhìn nhận ra được là các cái số ở đây thông thường là mình phụ thuộc nhìn chính cho cô nhìn ở trong cái biểu thức mà lúc nào mà có chữ cái căn nhá. Chúng ta nhìn được biểu thức đấy để chúng ta nhận xét xem là cái A cái B là số nào. Đó, ví dụ như là một cái bài khác chẳng hạn người ta cho là ờ uh, a căn 6 đi chẳng hạn. Được chưa? Mà ở ngoài chúng ta lại có được cái giá trị là uh, 5 cộng với 2 căn 6 chẳng hạn. Đó, thì ở đây chúng ta nhìn nhanh. Chúng ta thấy rằng là căn 6 này, 2 thì bao giờ cũng giữ nguyên rồi, những căn 6 này phải tách ra thành cái số nào mà khi mà bình phương lên tổng của nó bằng 5 chắc chắn chỉ có 3 và hai mà thôi đúng không chứ chúng ta không thể nào mà đưa về được là căn 6 nhân một được đó cô thể minh họa thêm nhá rồi ở đây chúng ta sẽ thu được đấy là 3 này cộng với 2 căn 3 nhân căn 2 nhân à, cộng với 2 đó hoặc là nếu như chúng ta sử dụng cái căn 6 nhân 1 thì nó sẽ phải là cộng với 2 căn 6 nhân 1 thì ở ngoài này nó sẽ là 6 cộng với 1 Là 7 mất rồi Vậy không thỏa mãn điều kiện ở đây nhá Cho nên trường hợp này là chúng ta loại Mà chúng ta chỉ lấy cái bên trên này thôi Đó, đây là cách để xử lý Rồi, hằng thức rồi Thì chúng ta thu được ngay là Căn 3 cộng 1 tất cả bình phương Dưới dấu căn Lấy giá trị tuyệt đối Nó dương rồi, kết luận luôn, giữ nguyên dấu Tương tự, nhìn cho cô sang cái trường hợp ý E Ta cũng dùng luôn Đấy là xuất hiện là 2 căn 10 Vậy thì ở cái vị trí 2 căn 10 này giữ nguyên 2 Căn 10 phân tích ra thành số nào Sao cho tổng bình phương của hai cái số đấy Bằng 11 Thì ta thấy ngay chỉ có là căn 10 nhân 1 thôi Đúng không? Đó, thì đây chúng ta sẽ thu được là một này giữ nguyên này Trừ đi 2 nhân 1 này nhân với căn 10 này Đúng không? Cộng với 10 Xong cái Lý do vì sao cô lại sử dụng cái số 1 này để đằng trước Đấy là cô muốn nó đặt ra trong cái trường hợp mà chúng ta thu được bình phương là một trừ đi căn 10 tất cả bình phương. Để trường hợp này thì ta sẽ có cái dấu mang là trị âm. Thì chúng ta phải đảo cái dấu này. Đó. Đảo cái dấu nhá. 1 trừ căn 10 âm thì chúng ta phải đặt thành là căn 10 trừ 1. Xong chưa? Đó, đấy là cách làm. Rồi, như vậy là trên đây thì cô đã hướng dẫn cụ thể cho các em nội dung của phần mà liên quan đến căn bậc hai, căn bậc ba trong vấn đề số 1. Chúng ta đã tìm được à, đã hiểu được thế nào là căn bậc hai, căn bậc hai số học cũng như là cách để tính được các cái giá trị khai phương của một số hoặc là tìm ra được điều kiện xác định của căn, so sánh các căn bậc hai và khai căn của biểu thức. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của phần bài tập về nhà. Mở đầu chuyên đề như vậy là chúng ta thấy rằng nó khá là đơn giản, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bài tập về nhà của vấn đề số 1 này nhá. Cô sẽ cho hai bài cơ bản thôi để chúng ta bước đầu làm quen trước. Rồi sau này thì chúng ta sẽ có những cái bài nâng cao hơn. Rồi, bài số 1, cô cho là tìm điều kiện xác định của các biểu thức sau. Một cái bài toán rất quan trọng. Cái việc tìm điều kiện xác định này trong cái đề thi vào 10 nó sẽ ứng với khoảng 0,25 điểm để tìm được điều kiện xác định. Đó. Cô có bốn ý A B C D. Nhắc lại, muốn tìm điều kiện xác định của các cái căn bậc hai các cái biểu thức này thì hãy sử dụng cho cô đến cái bậc phương trình mà vừa rồi cô đã nhắc lại trong cái phần kiến thức cần nhớ đấy. Rồi, bài số 2, cô cho tính đối với bốn ý A B C D. Đây là hoàn toàn là các biểu thức được chưa? Các biểu thức. Đấy, thì trong các biểu thức này hãy vận dụng theo như giống như phần ví dụ số 7 vừa rồi thì chúng ta thực hiện đưa nó về các cái căn bậc 2 của bình phương một tổng hoặc bình phương một hiệu được chưa? Rồi, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.